cái cây của mình đâu ta, cái cây quay của mình. Hôm đâu? Nay Hương làm cơm chiên cá mặn ăn nó ngon mê, Hương ăn hai chén cơm bự luôn mà thằng heo nó không chịu đụng tới, nó đòi chở nó đi mua burrito ăn. Đang quay. Bây giờ thằng heo nhất định đòi ăn burrito. Trời. Nó là phải lấy bà vợ mẹ à, mỗi ngày làm cho nó ăn burrito. Trời, chứ còn muốn ăn cái gì ta ăn. Cơm chiên cá mặn nó chê. Thì ăn thì mai đi làm ăn. Mai em đi làm nha. Ừ. Mai đi làm ở bà Rì Miêu Vi Tát hả? Đúng rồi, mai mà Miêu Vi Tát đây, mai đem cơm đi làm, cơm chiên cá mặn đi làm. Ừ, mai đem cơm chiên cá mặn đi làm đi. Gửi qua cho em một tô cơm chiên cá mặn nha. Anh ông chị gửi qua cho em một tô cơm chiên cá mặn. Đây là cái nhà hàng Mỹ mà Huyền rất là thích ăn burrito của nó. Tới đây mua hoài thôi. Phải lấy một bà vợ Mỹ thôi à, ăn súp và burrito quá trời. Nhà hàng này. Hồi xưa cái này là nó là bán trong chiếc xe hả? Đâu có đâu, bên kia rồi. Ê, bên kia mới bán chiếc xe. Cái này tiệm này lâu lắm rồi, tiệm này có lâu lắm rồi. Mà bán hồi xưa cái bên kia bán chiếc xe ngon lắm mà sao giờ dở rồi? Tại nó bán đông khách có nó vậy. Giờ nó bán dở hơn bên này phải không? Bên này nó ngon, bên này nó cũ nữa mà nó ngon hơn. Tiệm này có ba mấy năm rồi, 35 năm rồi. Nó khoảng 2-3 tuần là phải ăn cái này. Hình như có khi 1 tuần ăn nữa chứ không phải 2-3 tuần đâu. 1 tuần, 2 tuần là phải ăn cái burritos này rồi. Cái đồ mẻ này rồi. Đó, súp bò burrito của Huỳnh á. Thì người ta muốn lên giá mà người ta không lên giá. Người ta làm nhỏ chút xíu. Xong mai mốt còn nhỏ chút xíu cho người ta bắt đầu lên giá. Người ta làm to lại như cũ. Không mát. Nước mía hả? Dạ. Nước mía hôm qua hàng mía cho xay một cây rồi. Sao nước mía bị đen thù lùi vậy? Mình để qua đêm nó đổi màu. Ngon không? Ngon không? Ngon lắm. Một tuần, hai tuần là phải ăn món này một lần. Vừa ăn vừa xích xoa ngon quá. Chắc phải lấy bà vợ mẹ quá. Có thịt có gì mà, có thịt có cơm, có hạt chua, có bơ. Bơ, trái bơ hả? Ồ, next time chị phải nói là everything. Có hành là kia chị nói everything. Chị nói vậy mà. Chị nói là everything. Ừ. Cái này thiếu hành hả? À. Đâu có gì đâu. Cái bịch đựng burrito của em, ly nước mía của em, rồi nửa cái burrito của em, rồi đĩa burrito của em, rồi nước sauce của em. Có hành bữa ăn thôi mà bị tùm lum vậy đó. Chị thấy nó bỏ nhiều chi lắm nha, nó một nắm chi á. Anh em có thấy chi không? Không. Thấy súp bò vỉa tồi cho nhỏ xíu rồi ta. Ừ. Mấy do lộn mày, lấy lộn mày. Đúng rồi, 9 đồng 30 cent. Lúc nào 9 đồng 30 cent là súp bò burrito, không có lộn được đâu. Còn cái loại kia là có 8 đồng 75 cent. Sao nó nhỏ vậy, một khi nó bự vậy nè. Thì chị nói em rồi, thay vì nó lên giá thì nó làm nhỏ lại chút. Mai mốt nó nhỏ chút nữa, nhỏ đến lúc người ta ăn không đủ, cái nó bắt đầu nó lên giá, cái nó làm to lại như cũ. Mà khi em ăn nửa cái là em ná thở luôn mà, ăn là hơn nửa cái rồi, không biết gì hết. Ừ. Nó làm nhỏ. Còn một hộp xăng lấy ra đi. Cái hộp xăng là cây xương rồng, còn hộp đỏ là cái gì? Cà chua hả? Cà chua gì hả? Tụi mẹ nó cũng ăn cay quá ha. Ơ, của nó cay lắm vô. Ăn hết luôn. Cái giấy bỏ vô túi luôn. Một khi ăn không hết luôn bây giờ hả? Nó nhỏ quá. Đúng rồi. Thay vì nó lên giá nó làm vậy em. Mà nó vẫn nó nướng khô quá.
sốt xanh này ngon không? Múc lấy sốt xanh. Không lấy sốt đỏ hả? Múc lấy sốt xương rồng ngon không? Đó, nó mỗi một phần chỉ được hai gói sốt thôi. Chị xin thêm một gói xăng là nó đã nhanh mặt nó rồi đó. Làm gì gớm vậy? Ừ, nó làm ghê lắm em. Thôi, hết pin rồi. Xin chào khán giả.